trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Chủ Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay bản tin pháp luật usa.blogspot.com chúng tôi nói về một vụ kết án vừa kết thúc thưa quý vị. Đó là vụ kết án kẻ khủng bố bạo loạn ở tại nhà quốc hội Hoa Kỳ. Một người Việt Nam bị truy tố và một cô Việt Nam 27 tuổi là dân ở Chicago đã nghe lời xúi dục của một số uh, youtuber uh, người gốc Việt uh, đã đến uh, tòa nhà quốc hội để mà biểu tình rồi từ biểu tình thành bạo động bạo loạn và cô bị uh, kết án thưa quý vị thì uh, Cô đã ngu ngốc à, coi như nhận tội và cô ngu ngốc à, xác nhận rằng cô đã phản bội lại một đất nước mà cô rất yêu bến một cách sâu sắc. Nghĩa là cô này à, thú nhận là cô bị giật dây, bị ảnh à, hưởng bởi một số youtuber người gốc Việt kêu gọi à, đi biểu tình thường như vậy. Thì trên màn hình đây là hình ảnh của cô à, Lê Ngọc à, Mai Nhi theo tờ báo Chicago Tribune ra ngày 26 tháng 2 năm 2024 thưa quý vị. Thì à, tòa án à, vừa coi như à, kết tội cô vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Thì à, cô đã à, thú tội vào tháng 11 năm 2023. Và bên phía công tố đã truy tố cô bốn tội thưa quý vị với bốn tội dành khác nhau à, tuy nhiên với luật sư biện hộ của cô thì phía bên biện hộ đã đưa ra một số lý do để mà chạy tội cho cô thưa quý vị à, lý do thứ nhất nói rằng là cô là dân Việt Nam mới qua mới sang cho nên là tiếng Anh không hiểu hết những cái từ ngữ về chính trị, từ ngữ về pháp luật vân vân. Nói chung là chịu tội dốt, dốt tiếng Anh để mà né được phần nào hay phần đó. Thứ hai, như đã nói là cô đổ tội cho một số YouTuber gốc Việt lên hô hào kêu gọi đi biểu tình ở tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng à, với cái bốn à, tội danh này thì à, cô bị phía công tố viên à, kêu án 45 ngày tù phạt 1.000 đô la thưa quý vị và coi như là 60 ngày lao động công ích cộng thêm à, 2 năm à, coi như bị quản chế tại gia, thưa quý vị là như vậy. À, tuy nhiên trong cái phần biện luận bên phía luật sư biện hộ thì nói rằng cô chỉ bị người ta đẩy vào đấy, nói chung là đang đứng lớn ở rồi theo cái dòng người đẩy vào trong tòa nhà quốc hội đúng năm hoặc sáu phút, thưa quý vị trên Hệ thống camera an ninh của tòa nhà quốc hội thì cho thấy là cô có vào tòa nhà, có chụp hình, thậm chí là ngồi lên ghế của một thượng nghị sĩ trong văn phòng thượng viện chụp hình. Rồi sau đó camera của hệ thống an ninh tòa nhà quốc hội cũng ghi nhận là sau 5 phút thì cô thoát ra khỏi tòa nhà quốc hội thưa quý vị không có ý định ở lâu cô chỉ vào đấy chụp hình rồi đi ra rồi eh, khoe khoang ở trên facebook và từ đó thì uh, cô bị uh, một người trong nhóm bạn của cô một người gốc Việt phát hiện được và đã báo cho cơ quan FBI thưa quý vị nói chung là giống như là chỉ điểm một người chỉ điểm giấu mặt giấu tên tố cáo cô với cơ quan FBI chắc chắn là để lãnh thưởng hoặc gì đó thưa quý vị. thì trên màn hình quý vị thấy là cô bị phía công tố đưa ra bằng chứng là cô đã vào văn phòng thượng viện ngồi lên ghế của thượng nghị sĩ và để hai chân lên bàn chụp hình một cách vui vẻ thưa quý vị. nói chung là một hành động ngu ngốc. thì cô thú nhận là cô đã bị kích động, đã bị xô đẩy vào tòa nhà quốc hội. Thì à theo camera an ninh cho biết là cô đã vào tòa nhà quốc hội vào lúc 2 giờ 45 phút trưa. Và mặc dù là có sự hiện diện của cảnh sát, mặc dù có còi hú báo động à, vân vân, nhưng mà cô vẫn tiến vào và cô rời khỏi à, Quốc hội vào lúc 2 giờ 50 phút chiều thưa quý vị, thì có thể nói là với 5 phút hiện diện ở trong tòa nhà quốc hội nhưng mà bị kết án kiều án là khủng bố, Kiều án là bạo loạn vân vân thưa quý vị. Tuy nhiên cô vừa sinh đẻ và con của cô mới có 3 tháng tuổi thưa quý vị và vì cái lý do mới sinh đẻ lý do nhân đạo cho nên bên phía luật sư biện hộ của cô xin cho tòa án là cô sẽ thụ lý những ngày tù trong vòng một năm xin thưa vì là như vậy để mà khi con của cô lớn lên tức là thêm 9 tháng nữa cho đủ một năm khi mà con cô cứng cáp đủ một năm thì cô sẽ thọ án tù chứ không phải là ngay bây giờ vì con cô còn quá nhỏ thưa quý vị thì trước đó là cô nói láo sau khi mà bị đồng hương chỉ điểm thì ngày 14 tháng 4 năm 2021 cơ quan FBI đã đến để mà triệu tập cô để mà lấy lời khai thưa quý vị và lúc bây giờ thì cô Lê Ngọc Mai Nhi này nói láo nói lão với à, bên phía rồi như điều tra viên fbi và nói lão với phía cảnh sát là à, cô không có vào thưa quý vị cô chỉ đứng lớn ngớ uh, lanh quanh ở uh, phía ngoài tòa nhà quốc hội như quý vị thấy là cô đứng khá xa cái cửa của tòa nhà quốc hội à, tuy nhiên à, bên phía đồng hương dấu mặt tức là chỉ điểm tiếp tục chỉ điểm cô nói rằng là họ đã lấy được hình ảnh của cô một cách chính xác là cô đã vào tòa nhà quốc hội và gửi cho cơ quan fbi tiếp tục điều tra thưa với vị và lần thứ hai với những bằng chứng rõ ràng là cô đã vào bên trong tòa nhà quốc hội một cách rõ ràng chính xác cho nên cô đã thú tội thưa với vị và như đã nói là bên phía công tố uh, nêu ra 4 tội danh Tuy nhiên uh, qua sự biện hộ của luật sư của cô Thì uh, bên phía công tố uh, đồng ý uh, Coi như bỏ hai tội danh Và chỉ phạt nhẹ cô 10 ngày tù thưa quý vị Và phạt uh, 1.000 đô la Và trong đó thì uh, có lời khai của cô giảm nhẹ tội khi mà cô khai ra một số youtuber ở trên cộng đồng mạng coi như đã ảnh hưởng đến cô, đã xúi dục đi biểu tình vân vân thưa quý vị. thì trong đó có một nhân vật chúng tôi sẽ nói đến theo lời khai của cô Lê Ngọc Mai Nhi này. À, xin thưa là cô này năm nay 27 tuổi và có thể nói rằng đây là một cái kết quả nhẹ hơn so với phía bên công tố đưa ra. Xin nhắc lại là công tố đưa ra, tức là US Attorney đưa ra là 45 ngày tù, 36 tháng uh, coi như là probation thưa quý vị, và 60 giờ community service, tức là lao động công ích, rồi bị uh, phạt 1.000 đô. Thì cô nói là cô được sinh ra trong một làng quê nghèo khổ ở Việt Nam. Rồi cô có gia đình coi như là sống dưới chế độ Cộng sản. Rồi theo như cô nói là bị bỏ tù. Rồi thậm chí bị giết vân vân thưa quý vị. Từ đó thì cô nói là cô thù tức ghét Cộng sản vân vân rồi cô bị ảnh hưởng bởi một số youtuber và như quý vị thấy trên màn hình là cô thú nhận đây là nội dung của tài liệu của tòa án nói rằng cô bị ảnh hưởng bởi một youtuber tên là michael trần và cô nói là michael trần này tự xưng là luật sư ở trên youtube mà cô thấy là có ảnh hưởng đến với cô và theo như cô nói thì Michael Trần này tuyên truyền cho cô nói rằng là nếu mà để ông Biden mà thắng cử thì nước Mỹ sẽ đi vào con đường cộng sản vân vân thưa quý vị. À, nói chung là cô đổ tội cho một số YouTuber đã kích động cô đi biểu tình và kích động cô coi như là cho rằng là chính quyền của ông Biden là chính quyền cộng sản xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép thưa quý vị vâng vân vân thưa quý vị nhưng mà nhờ một đồng hương giấu mặt theo như tài liệu của tòa án nói rằng là một anonymous person đã tố cáo cô quyết liệt thưa quý vị nói chung là người ta bảo vệ nước mỹ người ta không để cho những cái thành phần như là cô lê mai hay mai lê này gây rối loạn nước mỹ rồi cộng đồng nước mỹ thưa quý vị mà trên màn hình thì đây là michael trần một người mà theo như cô mai lê nói rằng là tự xưng là luật sư và cô đã khai với fbi thưa quý vị